Xin chào mọi người nha. Hiện tại mình đang đi theo một người bạn để mà có thông tin là được có một quan mập đang làm ở Phú Ninh nha mọi người nha. Mình lái xe để chạy theo để mà anh em chuẩn bị bắt an. Đây là đồ nghề của mình nha mọi người. Đây, đây là đồ nghề của mình nha. Hiện tại mình có bộ đồ chống an trắng mọi người đó. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đầu và đi theo chỉ kính đồ đeo vô nữa thôi. Trèo lên chứ. Trèo lên hết cây đây xuống à. Bắt luôn ông chú làm nào. Ở cái luôn đi. Bắt ông chú luôn. Bắt chú gì bắt luôn bài ra. Hết luôn bài. Hốc hết luôn. Hốc hết luôn. Về lựa rộng thái mẹ luôn. Thỏ rồi cái còn lòn. Ấy. Ấy. Đồ bảo hộ. Không, phốp mình ngồi phía xa mỏ này, mình ngồi im. Ôi đồ mà sợ quá. Tóc nhất là này mệt. Từ từ lên ngay. Để tao mệt xem nha. kéo ở trên kéo xuống giùm anh thằng này vô đây. Đâu đây, mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người thấy nha. Có thế luôn là mày. Có nhọng không? Đây là mình nha. Trèo gió thiệt á chứ. Trèo tới đó là sắp mặt ạ. À. Đồ nắng, mặc đồ nắng kìa là mày. Đồ nắng kinh rào ạ. Tụt vào tay à? Trời con cai không mệt chứ mà. Ở dưới đất thấy mệt rồi mà trên cai không biết ngoài chưa không biết.
mình đang đứng tại Thâm Thành, huyện Phú Ninh mọi người nhé. Đang thực hiện là pha một bát bột của ăn mặc. Đồng đội mình đang leo trên cây nè. Đồng đội mình đang leo trên cây. Đang leo trên cây và cắt quả ăn này. Ui, bay ra. Nó bay ra mọi người. Nó bay ra mọi người. Mọi người nghe tiếng không mọi người? Đi quá. Trời ơi, nó bu mình mọi người nè. Nó bu mình này. Trời ơi. Đang rửa. Không. Tình hình là ông này mới làm tổ mọi người nha, mới làm thôi, mình chưa bắt được, nó còn nhỏ quá. Nó bù mình mọi người. Nó bu cho mình nè. Nhỏ quá. Con nhỏ quá. Dạ. Có liều nhưng câu kiến cầm ăn không á, đừng có đi theo con. Ăn nó bu luôn. Đừng có đi theo con nghe, ăn bu đài luôn á. Lên cho bớt ba đây bọn. Ui. Bọn đi cua chắc kia bọn ngồi chắc ăn thôi. Nguy hiểm quá mấy bạn ạ. Nó bu vô người mình này. Nhập vô mặt. Hết chưa? Không về được mọi người nhé, mình phải đứng một chỗ đây một cấp cho ong nó bay ra, nó bay đi hết rồi mình mới về được nhé, không nó cắn mọi người ở dưới nhà nhé.
này cắn mắt luôn nên đó. Ông này cái đặc tính là nó chỉ cắn được một phát thôi mọi người nhé, nọc độc của nó chỉ được một phát thôi, có khi nó đâm vào thì sau này nó mất cái nạn đó đi, chết mọi người nhé. Nhiệm vụ của những con ong này là bảo vệ tổ. Mọi người nghe chạch 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 không? Nó cắn vào cái bộ đồ người của mình đấy. Mọi người nghe không? Đồng đậu của mình. Đồng đậu của mình. Thấy ong chưa? Đang gì nữa kìa đó. Ấy. Vậy nhỏ ba nhỏ. Nó bay nhập nhập vô mặt mình. Dù dù dù. Đu vô điện thoại mình này, chặt đi, vô sợi đi. Đu vô điện thoại mình, buộc mình thả luôn mọi người, kìa. Cũng không đi hết rồi mình mới về được mọi người. Bắn cầu này. Chúc quân nào.